Xin chào quý vị và khán giả quay trở lại với chương trình Vì Sao Mình Cưới. Mình tên là CJ và đây là bọn mình. Như CJ luôn luôn hứa hẹn với khán giả là chúng ta sẽ luôn luôn mời những cặp đôi vô cùng thú vị, vô cùng tuyệt vời. Và để không để khán giả phải chờ đợi lâu nữa, xin giới thiệu cặp đôi vô cùng tuyệt vời này. Xin giới thiệu. Em cảm ơn anh CJ cũng như chị Ô Vy và chào anh chị cũng như khán giả đang xem chương trình Vì Sao Mình Cưới. Em là Bon, còn đây là mọi người có thể gọi là Thủng. Gọi là Long cũng được. Và đây là đến từ gia đình Thủng Long Family. Mình tên là Long, tên thật của mình là Long Trần Túc Long. Và mọi người có thể gọi mình là Thủng cũng được, phải Long cũng được. Mình sinh năm 1993. Và mình đây là Nga và mọi người hay gọi là Bom. Nếu mà đi ngoài đường mà anh chị mà gặp em mà gọi là Bom thì em quay lại cho Nga là em mà em quá quen được việc được gọi là Bom rồi. Thì em sinh năm 93, khoảng tuổi Hạ Long ạ. Cho chị hỏi tại sao lại là Thủng Long mà không phải là Khủng Long? Anh trả lời. Nhưng mà hai anh chị nghe cái từ Thủng Long hay anh chị cảm thấy là Thủng Long mình biết cái này mình kêu hơn đúng không? Thủng Long, Thủng Long, anh Thủng Long ơi. Đúng không? Là tại vì ngày xưa bọn em có hoạt động nhóm nhảy với nhau, thì tại vì em là trưởng nhóm và tên em lại là Long nữa, nên là các bạn cũng có thời điểm gọi mình một tên là Khủng Long là như bình thường thôi. Nhưng mà cái vấn đề là em lại không biết điều đó, vì nó là xuất hiện trong cái group chat inbox kín ấy, thì những cái đấy mình không bao giờ mình nhìn đến biệt danh của mình. Rồi okay. Mọi người đặt một trong một cái thời điểm là mọi người cáp lại màn hình thì em mới bất ngờ là tại sao mọi người gọi mình là Khủng Long mà tính mình rất là cợt nhả, nó không được serious như thế. Okay. Thế em mới nói chuyện mọi người bảo không mình không thể là Khủng Long được, bây giờ mình phải mà ok Long thì đúng ấy, nhưng mà nó phải sai một tí, nó phải không đúng một tí. Okay. Thế là em đổi khủng long làm sao cho mọi người vẫn nhớ thế là Thủng. tức là cái kết luận của nó đi là Khủng Long mà phiên bản lỗi. Thế còn em tại sao người ta lại gọi em là Bom? Vì hồi đấy thì mọi người hay gọi em là Bờm, vui thôi. Nên xong rồi lúc mà em đi dạy ở Kali, đi dạy ở câu lạc bộ phim này chị, thì bên họ bảo là phải dùng tên tiếng Anh, mà em tìm mãi không biết cái tên tiếng Anh nó hay cả nên bỏ dấu em luôn. Nghe hợp lý nhở? Hợp lý thật. Đầu tiên là CJ muốn hỏi câu duyên gì đã khiến hai người gặp nhau? Nó đi nhảy đấy ạ. Ngày sau em là dancer, em của một nhóm khác thì Long của một nhóm khác, hai nhóm có một dự án chung. Thế là Long mới đến để đến lần gì anh thì lúc đấy mình qua mình nghĩ là mình chào hỏi nhau và giao lưu với nhau, thì lúc đấy là lần đầu tiên em gặp nhau. Wow, nhưng mà ấn tượng không thế là em hiểu chị. Hay quá Nói chung là đây là một cặp đôi của những cái gì đó nó không đúng cho lắm. Thì hôm đấy thì Long đến nhảy, nhưng mà sau cái lúc tập xong thì mọi người bảo ngồi với nhau, ngồi vòng tròn thì bắt đầu làm quen với nhau. Thì em không biết Long là ai cả, em đến và em ngồi thôi, nhưng mà vô tình em ngồi cạnh bàn này thì em bị ngã hơi đổ nhẹ người Long, thì Long bị đẩy ra em cảm thấy bạn lại đúng như thế đấy ạ. Vâng, em cảm thấy bạn này kiểu bị bạo lực quá ấy chị, bạo lực mà hơi không duyên này, hơi kiểu gọi là không có gì nhẹ nhàng với thái nữa. Em cảm thấy là em tránh xa luôn, em không ngồi cạnh nữa. Thế là kể đến đoạn đấy thôi thì mọi người lại tưởng là kiểu em hãm, nhưng không phải thế đâu. Tức là lúc đấy là cái mục đích của em là kiểu em phản ứng trêu lại, chứ không phải là kiểu mình ghét khó chịu gì với người ta, kiểu này cái kiểu vô duyên làm cái thú vật thân kiểu đấy. Tuy nhiên muốn ngã có bao nhiêu chỗ để mà ngã thì ngã đúng vào người mình. Nhưng kiểu mình trêu như thế, nhưng mà ai ngờ đâu bà này serious quá, nghiêm túc quá nên là về sau bảo ghét thật. Sau bao nhiêu lâu hai người mới bắt đầu có cơ hội để mà nói chuyện với nhau nữa hơn, để mà có ấn tượng và tốt hơn? Cũng phải khá hơn một tháng đấy nhỉ. Bọn em tập nhảy với nhau nhiều thì lúc đấy em cũng không nói chuyện với ông này, xong rồi dần bắt chuyện, bởi vì là khi mà tập nhảy với nhau ấy thì phải chỉnh động tác với nhau. Chính xác. Đó. Thì ông này đứng lớp, Long đứng lớp thì những động tác của em sai thì Long phải chỉnh cho em. Thế sau dần nói qua nói lại thì mình đỡ ghét hơn một tí đấy ạ. Đỡ ghét. Vâng, đỡ ghét hơn một tí. Cảm thấy chắc là đợt đấy mình cả nghĩ quá. Vậy nhưng mà đấy là từ phía em. Vâng. Từ ban đầu là em đã thì ghét rồi. Đúng rồi. Còn từ phía Long thì sao? Em lại không hề có cái cảm nhận như thế. Tại vì em nghĩ là cái lúc đấy là mình trêu thế thôi. Nên là có thể là ok bạn ấy cảm thấy khó chịu lúc đấy, mình nghĩ là thì mình trêu mà, nên đương nhiên là người ta phải khó chịu chứ, mình trêu là để người ta khó chịu mà. Thế nên là những cái buổi tiếp theo gặp thì đúng như kiểu Quang bảo là bọn em là tập nhảy với nhau và chỉnh động tác, thì em coi Bo như kiểu là một bạn bình thường mà mình chỉ như bình thường thôi, chứ mình không hề có cái ý nghĩ là gì bạn thì đang khó chịu với mình gì cả. Rồi với em thì nó là một cái gì rất là bình thường, tự nhiên, rất là tự nhiên. Rồi sau bao lâu thì hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm và đến với nhau? Cũng lâu lâu ạ. Lần bọn em gặp nhảy đi thì em cho một cái bạn đến mượn điện thoại, một bạn khác điện thoại, và lúc em về em mới quên mất là em không đến lại. Đó là em sực nhớ ra thì em bảo tôi hết rồi, quả này là mất điện thoại rồi. Thế em cũng không nhớ số ai cả. Thế anh đi cùng em thì chỉ có một số Long thôi. Đó thì em bảo là anh ấy gọi cho Long để em xin gặp cái bạn mượn điện của em. Thì Long mới cầm máy lên Long nghe thì em bảo Long ơi cho tớ gặp cái bạn này, bạn A bạn B. Thì Long bảo chứ không. Em bảo là ôi này mất điện thoại bây giờ cho gặp đi. Không, sao em bảo là chứ thế bây giờ mày làm nào? Long bảo là cậu nói đi, cậu yêu tớ không? Long nói với Long, Long chỉ đùa thôi. Xong em bảo là ông bị dở hơi à? Bây giờ người ta đang vội mà ông cứ trêu như thế. Long bảo là chứ không biết, trả lời đi, xong nói. Xong rồi em bảo chứ, em bảo là không trả lời. Long bảo là phải trả lời. Xong em mới trêu lại là có. Xong Long mới cười phá, em bảo là thật không? Em bảo thật. Thế xong rồi em cứ nghĩ chỉ là một câu trêu nhau thôi. Thế nên em về, Long mới viết một cái status là hôm nay được bạn ý tỏ tình. Các bạn nhóm nhảy nào. Thế là các mọi người từ đấy là trêu em, trêu bọn em, xong rồi từ giải gặp cách. Tại vì cái vấn đề lúc ấy không phải tự nhiên mà em nói chuyện riêng với cả Bom, thì nếu mà em biết status cái lúc mà Bom nói chuyện với em qua điện thoại thì là có rất nhiều bạn bè của em xung quanh đang ở đấy và biết rằng là em đang trêu Bom. Vì thế nên là khi mà em một cái status như thế thì em biết là rất nhiều bạn bè của mình sẽ vào để ủng hộ, là biết là mình đang trêu rồi. Và khi post lên thì không những nhóm đấy mà có rất nhiều nhóm khác mà đọc được. Thế là mọi người cứ tưởng thật, tưởng là em tỏ tình với bà Long ấy. Chị nghĩ là em nên về em đổi tên đi Long ạ. Không phải Thủng Long, là em với tên phải là Thủng Lầy. Về từ quá chị gặp nhau làm điều cho đến khi bắt đầu có chuyện gọi là tỏ tình với nhau thì nó là khoảng bao nhiêu đâu? Phải tầm 6-7 tháng ấy. Wow. Đến đúng một cái thời điểm, tức là hai người cái tín hiệu với nhau là đã quá rõ ràng rồi. Tức là biết là rồi thì đúng là bạn ấy đã thích mình rồi, và mình cũng có cảm nhận như thế rồi, cũng có thể là đi chơi ngắm tay các thứ rồi chẳng hạn. Bạn ấy hôn, đấy là đứa đầu tiên rồi. Hôn đầu tiên như thế là. Thế lúc đấy 19 là xác nhận lời yêu nhau. Hôn là thay cho lời tỏ tình luôn đúng không? Thế độ hôn đấy diễn ra vào hoàn cảnh nào? Long hẹn mọi người đến nhà chơi, thế là em lại rồi đến sớm nhất, mọi người bỏ bom, về đến sớm nhất, sau rồi ngồi em cứ bật ngồi em chẳng biết làm gì cả. Thế là lúc sau Long cứ lại tiếp cận nói chuyện với chị, xong rồi hôn phát, xong rồi ông này có kiểu này, hôn phát xong tỉnh mơ luôn, đi luôn là chị ạ, ông kệ người luôn. Nếu mà có tỉnh mơ thì lúc ấy trong đầu nó cũng đang xảy ra rất là nhiều thứ ở trong này, không thể nào là không có cảm xúc gì được. Tại vì kiểu thế lúc đấy trong đầu em đang có những cái gì? Lúc đấy là mình hẹn bạn bè hơn chơi thì rõ ràng là tinh thần của mình sẽ có rất đông người rồi, nhưng mà tự dưng mọi người lại đến muộn quá thì không phải lúc nào lại có cơ hội như này, đúng không? Là mình phải tìm cho cái thời cơ thôi, có thể lúc mình ngồi với đang rất căng thẳng đúng không thì bao nhiêu lâu sau đó mới làm chuyện này? 2 năm sau đó. Ôi! Trong quá trình 2 năm đó là vẫn yêu nhau? Bọn em yêu nhau là tầm hơn 1 năm xong chia tay. Xong rồi chia tay 9 tháng. Quay lại rồi thì mới xảy ra chuyện này. Wow. Vậy sao lại giữ lâu thế? Tại vì... Đấy là 20 tuổi rồi mà, đủ tuổi rồi mà. Thật ra là bản tính của em ấy là cái thời điểm đấy em... Khi mà em tán tỉnh một bạn nữ nào đấy thì cái mong muốn trước hết của em là mình chinh phục được người ta. Thì cái vấn đề là sau khi mà mình chinh phục được rồi thì cảm xúc mình đi xuống. Đấy là cái vấn đề, đấy là cái vấn đề của em. Nên là mình khi mà mình vẫn kết đôi với cả bạn ấy, nhưng mà mình cảm thấy là cũng có tình cảm với nhau, nhưng mà cái mục tiêu lớn hơn của mình, phần cảm xúc là chinh phục người khác mình đã đạt được rồi. Nên là mình không có nhu cầu lắm về cái việc là mình muốn thỏa mãn một cái nhu cầu về thể xác, nhu cầu gì đấy nữa. Tại vì cái kia nó lớn quá. Và lý do gì dẫn đến vụ chia tay? Thì cũng là một kiểu cảm xúc với chị. Bởi vì bọn em chia tay thì từ đấy Long còn trẻ, Long cảm thấy là chị Thục ngồi chắc là đấy đúng không? Thì sẽ muốn, có thể là từ đấy là muốn chơi, muốn quen một bạn khác chẳng hạn. Với cả có một cái yếu tố nữa đấy là bọn em thì là trong cùng khi cùng nhóm nhảy mà Long thì lại có một cái quy định đưa ra, đấy là không được yêu cùng nhóm. Mà ông lại là trưởng nhóm, mày phá rồi. Xong rồi thấy cái việc này không nên, thế là hai đứa mới chia tay. chia tay với nhau nhưng mà vẫn gặp nhau hàng ngày và vẫn đi nhảy. Thì gặp nhau sau khi chia tay có cảm thấy khó xử không? Tại vì chia tay xong thì em không quen ai cả, bởi vì em không có nhu cầu. Hôm nay quen phái cô luôn. Quen đấy chứ bạn em không? Có, chứ mà em không có, nhưng mà em biết là có. Trong khoảng thời gian 9 tháng chia tay đúng không? Thì là em có gọi là hẹn hò với một vài cô gái khác. Nhưng có cô nào khiến cho em có cái cảm giác như là em đã có với bom không? Tức là cảm giác mình chinh phục được cái mục tiêu mình đưa ra. Cái cảm giác mà giống với bom thì không có, nhưng mà cảm giác mà chinh phục được thì có. Tức là nếu mà em phân biệt với theo kiểu là dễ hay khó nhá, thì là với bom ấy thì là cái chinh phục xong ấy thì là mình cảm thấy là mình nói chung cũng là kiểu tốn nhiều công sức, nhưng mà mình lại còn được đáp lại nhiều nữa. Còn với những bạn nữ về sau đấy thì thực nói thật ra là kiểu khi mà mình chinh phục mà mình cảm thấy nó hơi dễ dàng quá thì mình cảm thấy nó cũng đấy, thế là không được rồi. Đấy là ý của chị đấy, tức là không bằng đâu đúng không? Suốt 9 tháng đấy chia tay rồi vẫn cứ phải nhìn anh này, mà thậm chí là phải nhìn anh này đi với những cô gái khác, chứ phải là một cô gái khác. Em có bị đau tim khi hỏi cũng có, cũng có cái đấy chứ, nhưng mà bởi vì lúc đấy là cái cảm xúc muốn nhảy nhiều hơn. Cái cảm xúc muốn nhảy nhiều hơn, muốn được tập nhảy nhiều hơn. Nếu như mà mình kiểu cảm xúc về cái việc mà không muốn đi tập nhảy nhiều ấy thì em đã sẵn sàng lại bỏ nhóm luôn. Tại vì rất là khó chịu, tại vì đến xong rồi biết là lại có người yêu mới mình cũng khó chịu, nhưng mà xong rồi thôi đi chơi với bạn bè xong rồi mình quên luôn cái chuyện đấy. Hôm sau gặp mặt lại khó chịu, nên chỉ cần gặp mặt khó chịu. Chứ còn ở nhà đi chơi với bạn bè thì đỡ hơn. Thì ai là người nói lời quay lại? Được không? Nhưng mà điều gì khiến em nhận ra rằng là mình đang thiếu một cái thứ gì đó quan trọng đối với mình mà em lại phải tỏ tình lại với cô? Đối với bom thì là bọn em chia tay nhau, nhưng em nói thật luôn là đối với em ý, thì em giống như là cái bà. Tức là em hơi kiểu như là cứ thả cho người ta hy vọng ấy, giống kiểu gọi là bad boy. Bad boy hồi đấy là rất thích cái phong cách kiểu đấy, nên là mình ok mình chia tay nhưng mà mình vẫn cứ thi thoảng thảm thì ăn không hay là nói chuyện với nhau, nên là như thế thôi. Thì câu chuyện chủ yếu nó vẫn là tại vì em quen những bạn gái khác. Bom thì bom mặc dù chia tay rồi nhưng mà bom cũng không thể nào chấp nhận được cái điều đó, bởi vì gặp nhau suốt này. Và nói thật sự ra là bởi vì do cái cách em thực hiện quá trình chia tay đấy nữa, là kiểu mình cứ đò đưa qua lại như này khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Đấy, thì về sau này thì mình biết là như thế. Thời điểm đấy thì em Long cũng chia tay các bạn khác rồi, tức là không có ai cả, nhưng mà lúc đấy là có cái cuộc nói chuyện là nói cái cảm xúc của đối phương, thì em lúc đấy kiểu cảm xúc nó hơi mạnh quá, em có những gì tức từ trước này là rồi hết lo lại một cục tức xong em xả hết, xong rồi hai người nói qua đấy lại thì em tụi mình bảo là thôi em không muốn đi nhảy nữa, bởi vì em cảm thấy là gặp anh em không thoải mái. Thế bây giờ em đã dồn hết tất cả những cái kiểu khó chịu đấy em nói, xong Long cũng bật lại, hai người qua lại cãi nhau, xong rồi ông Long về uống rượu. Ủa thế Long khó chịu gì vậy em? Nói em là thật là em bây giờ em không nhớ luôn. Em không nhớ luôn thật. Em rất là enjoy mà. Ngày hôm sau thì bố mẹ em mới bảo là tại sao hôm qua mày làm cái gì mà về uống rượu nát bét rồi nằm sấp mặt ngửa ra nhà này. Thì hôm sau đấy mẹ em mới ngồi lại và nói chuyện với em. Thế là em mới nghĩ tại sao mình lại cứ thích chinh phục nhiều bạn nữ như thế, và tại sao mình lại cứ kiểu đưa đẩy bom như thế. Mình cũng thấy cái việc đấy nó không nên mà tại sao mình làm. Thì em nghĩ đấy là bởi vì mình thích cái đẹp, mình thích nói thẳng là mình thích kiểu hot girl đấy, càng xinh thì càng tốt. Thế nhưng mà em nghĩ là nhưng mà về cái mục tiêu lớn hơn của mình đấy là mình thích hạnh phúc. Thế thì nếu như mà em cứ liên tục tìm gái đẹp như thế thì em có hạnh phúc không? Em tự hỏi em như thế. Em bảo là chắc chắn là không rồi. Bởi vì ngày hôm nay có một bạn hot girl thì sáng ngày hôm nay trên báo nó sẽ có 5 bạn hot girl mới. Thì mình ngày hôm nay mình sẽ lại có cái mong muốn chinh phục các bạn đấy một lần nữa. Thế thì bây giờ mình đi tìm cái khác. Thế bây giờ mình nhìn lại thì trong số tất cả các bạn mà mình đã từng chinh phục như thế thì có với bom thì có một cái đặc điểm duy nhất mà những người khác không có. Đấy là trong quá trình mà hai đứa yêu nhau có những thời điểm và có những cái yếu tố về tính cách và bom thay đổi vì em. Thì tất cả những người còn lại là không. Bạn ấy thay đổi mình thì bây giờ mình sẽ phải trả lại điều đó bằng cách là mình thay đổi một cái gì của mình với bom ấy, để xem là tiếp theo nó sẽ đến đâu. Thì đấy là cái điều mà em chưa làm bao giờ. thì em nghĩ là đấy là cái con đường mới để mình có thể đi tìm được cái hạnh phúc cuối cùng của mình. Đơn giản là như thế thôi. Thì ai ngờ đâu đến lúc mà mình thay đổi thật, mọi thứ lại càng ngày càng trở nên tốt lên. Thì đến sau một thời gian này thì thấy rằng là đấy chính là cái sự lựa chọn cuối cùng. Ok, vậy thì sau khi Long đã quyết định là mình sẽ gửi cô này về thì buổi cầu hôn ở diễn ra như thế nào? Nó cũng là một trò cười luôn á. Ok, chơi luôn. Thành hai. Nó cũng là một trò cười luôn là vì là Long thì Long cầu hôn em bằng cái đồng hồ. Với cái đồng hồ này luôn không ạ, đồng hồ khác. Thì Long thích kiểu gì nó đặc biệt một tí, bởi vì ở Việt Nam hay là ở trên thế giới mọi người toàn cầu hôn đồng nhẫn. Với Long ấy thì là nói với em là đồng hồ tức là anh sẽ dành toàn bộ thời gian của anh cho em. Được đấy. Tạm biệt thật, công nhận. Nên là Long mới đặt đồng hồ ở bên Hồng Kông, ở bên một cái hãng thiết kế riêng có cái chữ tên của Long ở trong cái đồng hồ đấy. Xong rồi hôm đấy thì Long bảo là Long có nốt cho họ đấy là tao dùng cái đồng hồ này để cầu hôn bằng ngày nào. Thì lúc đầu cái đồng hồ đấy nó bảo là khoảng tầm 10 ngày như thế, thì 3 ngày nó về rồi. 3 ngày nó chuyển phát về Việt Nam rồi, vì là nó bảo là kiểu như mình nốt như thế. Đúng rồi, người ta chủ quy đến cái đơn hàng của mình. Đúng rồi, thì hôm mà chuyển phát về thì Long không ở nhà, em đang ở nhà ông chơi. Thì đơn hàng này đến, Long bảo em xuống nhận. Xong rồi em mới còn phải hỏi Long là cái này là cái gì hả anh? Long bảo chứ đừng mở ra, thuốc của mẹ anh đấy, mở ra mẹ chửi cho. Thế là rồi mình đem đi cầu hôn mà vợ mình lại là người nhận. Thì lúc ấy sợ ông sợ kiểu mở ra chỉ biết trừ là cái gì rồi. Vẫn lại có bất ngờ. Thì Long định là giữ cái đồng hồ đấy để cái chuyến đi Thái Lan sắp tới của em và Long thì Long sẽ cầu hôn. Thì bọn em đi Thái Lan thì buổi sáng hôm đấy Long bảo là sáng hôm nay thì hai vợ chồng sẽ đi chơi ở một cái địa điểm rất đẹp và anh đã tìm rồi, thì Long dự định câu này ở đấy. Thế là sáng ra trời mưa to, đấy là không đi được. Hai đứa quyết định là thôi ngủ tiếp đi, buồn ngủ quá, tại vì tối qua đi chợ đêm chơi lâu quá, thì Long ngủ đến trưa mới dậy. Thế là đang ngủ rồi thì Long mới ôm em xong rồi tâm sự, hiểu nói là cảm ơn mình vì đã ở cạnh anh rất lâu, xong nói mượn xong rồi khóc. Em bảo chứ em cái gì vậy, chuyện gì nó xảy ra ở đây vậy? Long khóc nước mắt từ mũi thằng em này ạ. Xong rồi em mới trêu được, em không nghĩ rằng là Long cầu hôn em, mới trêu ôi anh cầu hôn em à, đây em ngồi đây cho anh cầu hôn em này. Xong Long cụt hứng đấy. Anh thấy bực mình không? Mình đang định cầu hôn rồi. Cầu hôn à? Đâu lúc đấy là em cũng chỉ đùa thôi. Không biết, không biết là em định cầu hôn mà chỉ trêu thôi. Long cũng nói chuyện, Long thì kiểu hay cợt nhả ấy, Long bảo thôi cưới rồi cầu hôn chi kiểu vậy. Thì em cũng biết thật, em cũng tưởng thật, thì em bảo là ok chuyện đấy không quan trọng, với em thì không quan trọng. Đã xác định cưới rồi, lúc đấy xác định cưới nhau rồi thì cũng không để ý lắm. Ai ngờ trêu phát đúng cầu hôn rồi. Xong rồi ông quỳ xuống, ông ấy rút ở dưới gầm giường ra cái đồng hồ để cầu hôn. Thì lúc đấy là em thôi chết rồi, mình đã mồm rồi, khóc thôi. Ở đây là lúc đấy em khóc thật luôn đấy hả? Khóc thật luôn. Nhưng phải cũng phải cảm động chứ. Không cảm động thì cũng phải cảm động thôi. Lý do vì sao hai bạn lại quyết định là mình sẽ chọn cái việc là làm những cái video clip lên mạng xã hội? Bọn em làm nội dung ấy thì là khi mà đã yêu nhau rồi, nhưng mà sau vì là cái công việc bọn em bận quá, công việc bên ngoài ấy, thì hai vợ chồng lúc đấy là đã yêu nhau, cũng làm cùng nhau, nhưng rồi cũng không làm nữa, bởi vì tập trung nghĩ rằng là thì thực ra lúc đấy không nghĩ rằng là có thể kiếm thu nhập hay là mình phát triển được ở cái nền tảng mạng xã hội, thế là mình sẽ lao vào những công việc khác. Nhưng mà đến một thời điểm bọn em làm fitness, bọn em đi làm fitness là đi dạy lớp đấy chị, thì dịch là bọn em không đi dạy được, bọn em phải ở nhà. Bọn em ở nhà bọn em bảo là thế bây giờ ở nhà cũng chán, thế hay là mình cứ thử đăng lên nền tảng TikTok. Rồi nếu như mà được ủng hộ thì tốt quá, còn nếu không được thì coi như là một cái trải nghiệm của mình xem thử. Thế là đăng thử khoảng tầm 1-2 clip thì thấy mọi người phản ứng cũng tốt, thế là đó là cái đà để bọn em đăng thêm dần dần đấy. Cảm xúc của bọn em khi mà bọn em bắt đầu gọi là nổi tiếng và gọi là một người bắt đầu biết đến gia đình của mình, thì cảm xúc của bọn em như thế nào? Lúc đầu chắc là sướng, cũng vui, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái áp lực để bọn em luôn luôn nghĩ là phải cố gắng làm tốt hơn. Dạ chào chị nhá, chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình, những cái điểm mạnh điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Và em sinh năm 1998 85 ạ. Vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Rồi. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân anh ạ. Dạ, công nhân là mình làm trong mảng gì hả chị? À, em làm bên nồi thất, ghế sofa với lại may rèm nữa. May rèm dạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu? Dạ, trung bình thì được 8-9 triệu. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? À? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thấy chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, thế vậy điểm yếu ạ? À? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ ạ. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ, có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có 2 cháu, nói chung là em đang nuôi 2 bé gái. 2 bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh là đến với nhau từ năm bao nhiêu? Xong rồi lý do chia tay. Năm kết hôn vào năm 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bà với Vũ Thu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? À? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? À? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi em lấy chồng và vào trong này. À, lấy chồng là vào trong Vũng Tàu. Thì chồng chị là người trong này? Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp rồi. À. Cũng có cái nhà nhỏ nhỏ trong này rồi sau khi lấy hôn thì chồng về một cái làm. Thế ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con tự mình lại mấy người con ở. Vâng. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị ạ? Nói chung em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc nữa thôi. Công việc ấy thì nếu mà không sinh nở nữa thì tốt. Mà nếu sinh nở, nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông người biết chia sẻ với phụ nữ là được rồi, không có vụ cô không tề bạc cả được. Rồi. Chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là còn xấu còn tốt nữa. À. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á. Em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, trụ tỉ với nhau về già thôi chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh đấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đấy. Nói chung em cũng không phải là em phân bì này kia nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng có nhiều cái đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Nghĩa là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở Sài Gòn, miền Tây Thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được anh. Chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc vào bên đó nữa nhưng mà được. Đấy là em chị, nếu mà ở miền Nam là được, cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá ai nên em không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có bay nhạt là được. Dạ rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình đúng không ạ? Hai con đó thì không có biết nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào không ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ đâu. À. Nên nhiều khi vui nó nói là mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, trên nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không còn là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì cũng khoảng 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình rồi. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt ạ. Ừ. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50 là 45 thôi. Từ 45 cho đến 50 đúng không? Dạ. Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ em chào chị ạ. Dạ. Là một buổi casting của bạn Huyền Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi dạ. Bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên tuổi quê quán của mình với. Dạ em chào chương trình, thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. 1989 hả chị? Dạ 89 ạ. Ừ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc dạ. Là nhảy đầm gì đó? Dạ không. Em không tài lẻ gì đó. Không có tài lẻ. Dạ. Ồ, rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Ừ. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình, thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình. Chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Dạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ. Mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Ừ. Rồi quen 5 năm cũng dài đó. Dạ. Sao là tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng với lại bạn đó. Sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc. Lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi sao mình quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Dạ. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là em cũng có tham gia những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook, thì cũng gặp nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Dạ. Yeah. Ừ. Vậy thì chị cho em biết cái sự không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu vậy. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc có nghĩa là mình không có cảm giác, được cái đối tượng mà những người mình gặp ở trên đó, mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay chưa, thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn trai là nghề nghiệp như thế nào, và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào? Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Yeah. Hoặc là hơn đúng không? Yeah. Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn ấy như thế nào, đẹp trai xấu muối? Em thấy em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi. Nên chị là cao nhiêu? Em cao 1m50 à. Cao 1m50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn hơn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình thôi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Dạ. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng. Có bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt. Có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó sẽ thu hút được em. Ok rồi. Đây là một buổi casting thôi, thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn.